Và series học của chúng ta lại tiếp theo ở câu số 3. Chúng ta lại có một vật được dao động từ vị trí có ly độ là A đến ly độ là A. Vậy, ở đây với bài học vừa là tìm, vừa rồi chúng ta có thể xem lại. Nhưng ly độ này bây giờ đang từ A chia 2 đến A, tức cũng là đang ở vùng ở phía ngoài lớn hơn bằng A chia 2. Vùng này lớn hơn bằng A chia 2 và yêu cầu là thời gian này là gọi là thời gian ngắn nhất. Thời gian này là thời gian ngắn nhất. Vùng này là vùng A chia 2. Chúng ta cùng nhau chúng ta coi cái vật này. Vậy thì A chia các bạn, trong cái thời gian này nó sẽ sao? Thời gian T này nó sẽ là bằng T chia 2P. Và chỗ này sẽ là A, nằm ở phía ngoài mà, lớn hơn A cos X chia A. Thì chúng ta thấy X là bằng A chia 2, A là bằng A. Chia vô, thì đây là bằng 1 phần 2. Sau đó, chúng ta sẽ tìm chu kỳ của vật là bằng cách ta áp dụng bên công thức. Vậy thì chúng ta sẽ chia ra với cái t của mình đang là 0,2, đúng không? 0,2. Các bạn sẽ nhấn từ kiểm tra máy tính nha, để mình có sự tương tác học, chúng ta cho tốt. Chia cho a cos ở dưới là a cos của 1 phần 2. Số này thì nó đẹp, có thể là chúng ta sẽ nhớ công thức được. Nhưng mà số khi mà nó không đẹp thì chúng ta cần phải là bấm máy như thế này. Rồi, vậy thì chúng ta cùng kiểm tra máy tính, so sánh máy tính ra. Máy tính thầy sẽ tính ra hệ số này là bằng 1 phần 2. Vậy đáp án câu này là câu D. Đúng không ạ? Câu này là câu D. Tuy nhiên ở đây nếu như các bạn đã thuộc ở bên công thức thì chúng ta không bàn tới nữa. Vì cái khoảng thời gian này nó rất là nhanh. Nó đi từ đâu tới đâu? Chúng ta cùng nhau coi lại cái kiến thức ạ. Nó đi từ A chia 2 đến là. Thì cái đoạn này nó phải là ứng với cái này nó cũng phải là T chia mấy? Từ A chia 2 về A. Đó chính là bằng T chia 6 đúng không? Và chúng ta kiểm tra T chia 6 nó phải bằng 0,5 chia cho bằng 0,2 chia cho 6. Và bây giờ cái khoảng thời gian này là bằng này thì chỗ này chúng ta sẽ suy ra được T sẽ bằng 0,2 nhân cho 6 là bằng 1,2 thôi. Số này chúng ta sẽ tính được vì đây là cái số đẹp, những cái bảng giá trị đặc biệt đẹp chúng ta nhớ được. Nhưng khi mà bảng không đẹp thì chúng ta sẽ là dễ bị sai lầm và chúng ta rung đưa ra cho các bạn những cái phương pháp này để các bạn có thể thảo luận kiểm tra nhé.